Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Dòng sông đỏ như máu sau một đêm khiến dân chúng ngỡ ngàng. Mới đây, theo Daily Mail, dòng sông An Ninh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc bỗng xuất hiện những vệt nước màu đỏ tươi lạ lùng. Được biết, trước đây nước sông có màu xanh nhạt, hiện tượng bí ẩn này đã xuất hiện được hơn một tuần và khiến dân chúng cũng như những nhà chức trách hết sức ngỡ ngàng cũng như lo lắng quan ngại. Sông An Ninh ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc thường xuyên có màu xanh nhạt, nhưng gần đây lại xuất hiện những vệt nước màu đỏ chảy vào từ sông Sunshui. Hai dòng sông An Ninh và Sunshui gặp nhau tại thị trấn Lugu, nơi có dân số khoảng 25.000 người. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến nước chuyển màu đỏ. Tuy nhiên, từ những vụ việc trước đây, người ta cho rằng nhiều khả năng do chất cặn lắng, quặng sắt hoặc ô nhiễm công nghiệp. Hồi tháng 4 vừa qua, người dân địa phương tại thị trấn Sefan phía Bắc Trung Quốc không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên khi thấy dòng sông Dương Tinh chảy qua thị trấn đột ngột chuyển sang màu đỏ. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2016, dòng sông đột ngột đổi màu một cách kỳ lạ. Người dân địa phương rất lo lắng và cho rằng chất thải công nghiệp chính là nguyên nhân xảy ra hiện tượng hiếm thấy này. Hồi tháng 4 vừa qua, người dân địa phương tại thị trấn Songpan phía Bắc Trung Quốc không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên khi thấy dòng sông Dương Tinh chảy qua thị trấn đột ngột chuyển sang màu đỏ. Nhìn dòng sông đỏ quạch, nhiều người cũng không dám đến gần vì sợ độc hại. Con sông đột ngột đổi màu cùng lúc và không hề có dấu hiệu báo trước. Tháng 7 năm 2014, một dòng sông gần làng Shinmizu, tỉnh Chiết Giang đã chuyển sang màu đỏ chỉ trong vài phút. Tất cả vỏ chai rác thải trên sông khi đó đều bốc mùi lạ, khiến người dân vô cùng hoảng hốt. Năm 2012 tại Trùng Khánh, người dân nơi đây cũng từng chứng kiến cảnh tượng lạ lùng. Một khúc sông Trường Giang bỗng ngã sang màu đỏ tươi như máu sau một đêm mà không có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào được đưa ra.